Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review đồ chơi Bé Úc TV. Và hôm nay chúng ta sẽ review vào chi tiết những cái món hàng bên shop nhé. Và đây là đơn hàng đầu tiên của Thi Hạ, thành phố Hồ Chí Minh nè. Đó, đây là chị Thi Hạ, cũng là khách quen của shop Bé Úc TV ha. Và các bạn muốn đặt hàng những cái món hàng như thế này thì hãy gọi điện 0937899707, Zalo cũng số điện thoại này luôn 0937899707. Trang fanpage Facebook Bé Úc TV có cái hình nền là những con búp bê chibi nha các bạn. Và có bạn vào cái trang mà nhiều lượt người theo dõi nhất. Và đặc biệt mình muốn đặt hàng đó thì mình hãy gọi điện, mình phải xin phép ba mẹ mình ha. Tôi gặp ba mẹ đồng ý mới mua hàng được. Thì Thi Hạ đầu tiên là đặt một cái sổ hình dáng nè. Sổ hình dáng thiết kế đó. Đây, ba cuốn sổ hình dáng thiết kế nè. Đó, khác nhau. Sổ hình dáng này trong đây cũng nhiều lắm rồi, shop không có mở ra xem nữa nè. Các bạn cũng đã giới thiệu các bạn chơi cho mình shop thì đó. Không thì bạn muốn biết chi tiết hãy vào kênh 1001 câu chuyện chuyên về ticker, những câu chuyện ticker của chị Bé Úc TV nha. Bạn đặt slam, bộ slam này là mình không có đặt mà sắp tặng mình nha. Đó, thấy mình chơi slam ha, đây slam bơ nè. Đẹp. Có cái này là cái chắc làm đông, bây giờ mình bỏ vào cái này mình quậy đều, mình bóp đều cho vừa ha, bỏ từ từ. Xong rồi cái mình đó thành là slam để mình chọn với cái này dạng là đắp sét các bạn. Đó. Và cái tặng cho mình là một cái hũ slam trong như thế này. Thì giờ mình sẽ thích. Và tiếp theo mình thi cái đặt, thi hạ cái đặt là hình dáng này có hoàng tử, có những cô gái tóc dài rất là xinh. Đây nữa, đây thêm một bạn nữa ha, đầm dạ hội rồi. Đó, hai cái mẫu như vậy là 5.000, còn mẫu như vậy là 20.000 ha. 20.000 thì nó loại lớn hơn nè, nó có hai mẫu hai lớp khác nhau ha. Đặt đây là 4 tấm 20.000 nha các bạn, rất là đẹp, cô gái rất xinh xắn luôn ha. Cái này là các bạn gái, bạn trẻ là nó rất là thích hình dáng, tạo mẫu, thiết kế, tạo câu chuyện, làm thiết kế thời trang. Mà cũng là tạo một tập tành để mai mốt mình lớn mình làm một cái nghề nghiệp nào đó ha, mình sở thích của mình. Nhỏ thì mình chơi nãy có thể mình cũng là phát hiện ra được là cái sở thích, cái thiên tài của bé từ nhỏ ha. Đây là những búp bê tiên cá, là hình dáng tiên cá, hình dáng tiên bướm ha. Thì hàng trên video như thế nào thì sẽ về nhà như vậy, không khác. Nó có thể trong video nó không đẹp nhưng mà về nhà nó còn đẹp hơn ha. Video nó đã đẹp như vậy rồi đó, về nhà nó sẽ đẹp hơn rồi. Thì mình tháo ra mình nhìn trực tiếp á, tháo cái bịch nó ra. Tại vì này còn nhìn trong bao bì đó, nhưng các bạn không có nhìn hết được cái vẻ đẹp của nó. Tiếp theo đơn hàng của An Nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Bé An Nhiên tên rất là hay nha. Và đây là đơn hàng của An Nhiên. An Nhiên ơi, đây An Nhiên tiện là đặt một cái sắp hình dáng của Lipin nè ha. Bốn con nào Lipin rất là xinh. Trong cái shop hình này là có 9 tấm nha, là 10.000. Đặt một cái laptop nè, laptop cho búp bê ha, 5.000. Một cái giá đỡ nè, cái giá đỡ cho búp bê nè, giá đỡ cho búp bê ha, 10.000. Giờ mình đóng cái này vào đây cho búp bê nó đứng lên ha. Tiếp theo là một cái cài tóc cho búp bê nè, cái cúc hoa 5.000 luôn. Hai cái phụ kiện cho búp bê nè, đó. Một cái như vậy 5.000, có vương miệng, có vòng tay, vòng cổ nha. Và thêm vào đây hai phụ kiện nữa, hai phụ kiện giày và phụ kiện nhỏ sách nè. Bạn có đặt một cái giày rồi ha, xin lỗi nha, để shop bỏ đổi cái giày lấy phụ kiện khác cho mình nha. Đó, do bạn đặt phụ kiện nên là shop lấy phụ kiện cho mình, không có để ý là bạn có đặt cái giày rồi. Bây giờ bỏ lại cái giày ha, lấy cho mình cái phụ kiện là có mắt kính nè. Đó. Có mắt kính với lại cái tai phone, tai nghe ha. Đó, cho búp bê. Và một phụ kiện này là có vỏ sách nè, có cái bàn chải kem đánh răng, có ca, có tiếp kem đánh răng. Và thêm một bản búp bê mắt đá nè, sườn xám. Chân ha, chân có khớp nha các bạn. Có giày ha. Đây, tóc thì tóc dài, có vàng tím ha, dài tới chân luôn. Khá là nhiều tóc, các bạn nhìn cái khuôn mặt của búp bê ha. Đó, cũng rất là xinh xắn. Tiếp theo là một cái Wuxi 12, xin lỗi 22.000 nha, Wuxi 20G. Tiếp theo là bạn đặt một cây búp như trà sữa thì phải, nhưng mà sắp hết trà sữa rồi. Sắp còn là hộp sữa, bình sữa nha. Trà sữa có chú hộp sữa nè. Một cây búp Galaxy ha, cây búp Galaxy. Một Galaxy, một chén nè. Đây, một chén dễ cho búp bê nha, chén nó có đầu xào, đầu chảo luôn. Một cái sổ trình ký cho búp bê nè, cái lọt sổ trình ký cho mình đi học. Thì sổ trình ký này nó có tặng thêm một cây viết cho mình nè, mình có thể dùng cái này để mình làm cây thước ha, mình kẻ đó, nó như là cây thước luôn ha, sổ trình ký cây thước luôn. Kẹp giấy vào mình hết cái tờ giấy, cái cuốn này mà hết thì hết á, mình lấy mấy cái tập mình cũ rồi mình cắt mình kẹp vô đây mình làm cũng được ha, tiện lợi đó. Và bạn đặt là hai cái quấy đơn giản ha, một cái như vậy là 3.000 thôi. Và sắp tặng thêm mình hai cái nữa, như vậy là 4 cái ha. Và bạn đặt một cái biển giày 20.000, 12 đôi ha. Đó, 12 đôi. Và một cái váy cổ trang mẫu mới nè, váy cổ trang có hoa hồng ha. Nó có hai lớp vải von rất là dễ thương, mẫu này 50.000 nha các bạn.
hạt rất là chắc. Tiếp theo đơn hàng Phạm Thu Quyên ở Đà Nẵng. Và đây là đơn hàng của Thu Quyên ha. Đầu vô thì shop tặng cho mình một cái cọc tóc hình hoa cúc này, rất là xinh luôn. Đó, hy vọng là bạn sẽ thích nha. Và bạn đặt một cái vỉ bút dạ quang hình xúc xích nè. Đây, một bộ vỉ như vậy là nó là 6 cây 36.000 nha các bạn. Một bút xó à, bút xó chết là quên, bút xó củ cà rốt ha. Đó, nó trong cái vỉ này nè, một cây như vậy là này, bút xó đó các bạn, một cây vậy vậy là 16.000. Một cái cuốn sổ lò xo có cái cham donut nè ha, 15.000 nha các bạn, 15.000. tiếp theo là đặt là một cuốn sổ ma thuật ha, sổ ma thuật 15.000 luôn ha, một cuốn sổ ma thuật dễ ha, dễ galaxy trong đây nè. Tiếp theo là bạn đặt là hai cây bút hộp sữa có chú bò sữa nè, một cây như vậy là 5.000. một cây bút đèn ha, có hình panda, một cây bút chì lông vũ nè, có cái ngôi sao toàn tem ha, chì lông vũ màu xanh. Và bạn đặt một cây viết thỏ nhiều ngòi ha, 18.000. Và hello, đây là đơn hàng của bạn nào đây, quá là đẹp luôn, Xuân Hồng ha. Đây là đơn hàng của Xuân Hồng nè, 120.000 đó. Bạn Xuân Hồng đặt 5 bạn mochi như vậy nè, các bạn thấy không đó, 5 bạn mochi ha, bạn lông, bạn cuốn ha, bạn nhím nè, bạn heo, bạn chuột vậy đó, quá trời luôn, 5 con rất là xinh nha. Mochi một con như vậy là 10.000 các bạn. Và bạn đặt thêm là một bạn, đây một bạn mà chibi ha, một bạn chibi 16.000 màu hồng nè, có cái nơ đằng trước rất là xinh ha. Một cây bút ha, bạn mới đặt một cây bút có cái móc khóa đó, xe máy mình chỉ có mẫu này có móc khóa thôi, bút bảo tiện có móc khóa ha. 7.000 mỗi ngày một cây. Và tặng cho mình một cái lắp tay dòng tay nhựa hoàng đạo nè. Và bạn đặt thêm là một cái chiếc nhẫn sắp chỉ còn mỏng mặn nhẫn nhựa thôi, hình con voi nha, 4.000 một chiếc. Tiếp theo là bạn đặt 5 hũ trái tim, hũ như vậy 2.000 có nắp luôn nha các bạn, nắp luôn mà kỳ quá. Rồi, đơn hàng của Xuân Hồng cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn Xuân Hồng. Bạn hãy đăng ký kênh Bếp TV ha, để theo dõi những video mới nhất của shop, những món hàng mới nhất và độc đáo và đẹp đẽ của shop Bếp TV nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại video sau.